Jenny và Lisa nhảy nhạc Việt trên sân khấu quốc tế, hot hơn cả si tình. Mới đây, cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam đã vô cùng xôn xao trước đoạn clip được cho là Blackpink đã quẩy nhạc Việt Nam trên sân khấu tour diễn thế giới bông tin, mà cụ thể chính là hai phút hơn. Trong đoạn clip được chia sẻ, nhiều người đã vô cùng bất ngờ trước khoảnh khắc Lisa, Jenny và một nam vũ công thể hiện điệu nhảy viral của hai phút hơn. Các thành viên khác cũng rất hào hứng hưởng ứng phía sau, mặc dù phần âm nhạc trong đoạn clip không phải là âm thanh gốc. Nhưng nhiều fan khẳng định đây chính là điệu nhảy của hai phút hơn và Lisa cũng biết đến trend này. Điều này không quá khó tin khi ca khúc của pháo từng là hiện tượng toàn cầu cách đây không lâu, phiên bản 2 phút hơn do Kai Remix lại đã tạo nên một cơn sốt khi xuất sắc đạt no, một bản xếp hạng sa giam toàn cầu. Đây là kỷ lục lần đầu Việt Nam có một ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng lớn và uy tín bậc nhất. Không những vậy, nam rapper nổi tiếng thế giới Tiga cũng từng ngỏ lời hợp tác và cho ra mắt phiên bản 2 phút hơn cùng với pháo, thời gian gần đây. Nhạc Việt ngày càng được ưa chuộng tại thị trường nước ngoài với nhiều ca khúc hit như Bên trên tầng lầu, Tăng Duy Tân, Dễ đến dễ Để đi, Quang Hùng Master, đặc biệt là Si tình của Hoàng Thùy Linh. Sau khi xuất hiện tại nhiều giải đấu thể thao hay được nghệ sĩ nước ngoài cover, si tình của Hoàng Thùy Linh gần đây xuất hiện trên Melon, kênh nghe nhạc hàng đầu Hàn Quốc và lọt top trending YouTube music ở quốc gia này.